9 tháng 7, Hội Nông dân huyện Thoại Sơn tổ chức hội nghị sơ kết công tác hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm. 6 tháng đầu năm, Hội Nông dân huyện Thoại Sơn đã triển khai thực hiện tốt các công tác phong trào thi đua của hội, tiêu biểu là phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Cụ thể, mô hình trồng quýt, cam, xoài, mô hình đa canh thực hiện cánh đồng mẫu lớn với diện tích 1.868 ha. Trong phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới, các cấp hội đã vận động hội viên tham gia bảo vệ môi trường nông thôn, thu gom rác thải, giỏ chai thuốc bảo vệ thực vật, vân vân. 6 tháng cuối năm, các cấp hội nông dân huyện Thoại Sơn tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đổi mới phương thức hoạt động phù hợp với địa phương, làm tốt công tác xây dựng tổ chức hội, tập trung đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi gắn với xây dựng nông thôn mới.